Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài No Contact, không liên lạc, im lặng này có ý nghĩa gì? Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất. Và thông điệp trong trải bài có rất nhiều. Các bạn tiếp nhận thông điệp theo phù hợp với năng lượng của mình nhé. Sau đây là trải bài của các bạn. Đối tượng xem trải bài là các bạn đang nhận sự im lặng của người khác đang bóp nghẹt trái tim của các bạn. Và sau đây trong trải bài các bạn có những lá bài sau đây. Các bạn có lá ba kiếm. Kế đến nữa là các bạn có lá bốn kiếm. Ô trời ơi, bộ kiếm của người trời. Lá bài cuối cùng là lá bài Three of Pentacles, ba tiền. Khi có sự xuất hiện của lá ba kiếm này, nó đại diện cho một giai đoạn đầy biến động về mặt tình cảm của các bạn. Các bạn đang hứng chịu một cái gì đó rất là đau buồn trong cuộc sống. Bạn bị mất cảnh giác dẫn đến rất đau lòng và bị tổn thương. Lá bài nó thiên về cái phần cảm xúc. Cái phần cảm xúc của các bạn đang bị mất tập trung, xung đột và vỡ ra rất là nhiều. Những cái hiểu lầm nghiêm trọng dữ lắm. Nó đem đến cho các bạn một sự bối rối khó chịu và biến động trong tâm hồn của bạn rất là nhiều. Nhưng mà qua những cái khó khăn cuộc sống về tình cảm như vậy á, nó sẽ dạy cho chúng ta nhiều hơn hiểu về con người của chúng ta nè, những gì chúng ta có khả năng để biến đổi cái thời điểm tốt hơn trong cuộc sống này, cho bản thân mình có thêm không gian và thời gian để chữa lành và học hỏi tất cả những cái gì bài học cho cái mối quan hệ đó đem lại cho các bạn. Cái sự im lặng này chính là một cái bài học để chữa lành, bài học để các bạn học hỏi và trải nghiệm với chính bản thân của mình. Nếu bạn cần hỗ trợ thì đừng có ngần ngại liên hệ với những người thương yêu mình, ví dụ như ba mẹ, anh chị em hoặc bạn bè thân thiết nha các bạn. Nếu như các bạn đang ở trong mối quan hệ, hy vọng là các bạn sẽ giữ cho cái mối quan hệ mình tốt đẹp nhất. Đừng có rơi lệ đau khổ, tan nát, xung đột gì hết á. Bởi vì có một số vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết để cho mối quan hệ cần tồn tại. Bạn cần ngồi xuống với đối tác của mình, thảo luận cởi mở hơn và trung thực về cảm giác của chính bạn, tôn trọng lắng nghe nhau nè, giảm bớt các tranh luận, bình luận khó chịu hoặc chỉ trích sẽ để cho tình hình khiến trở nên tồi tệ thêm mà thôi. Bạn có thể đã trở nên không có hạnh phúc và vỡ mộng với mối quan hệ này, hoặc đơn giản là sự giao tiếp giữa hai bạn có sự hiểu lầm rất là nghiêm trọng, dẫn đến hai bạn xa lạ và cô đơn ngay trong mối quan hệ của chính mình. Nếu như các bạn đang bị chia tay, mất kết nối, thì lá bài cũng chỉ ra sự có sự tham gia một bên thứ ba. Điều này có nghĩa là cái sự can thiệp bên thứ ba đang cố gắng khuấy động, gây rắc rối cho tất cả các bạn. Nó đại diện cho một sự lừa dối và không chung thủy. Nó là một sự biến động rất lớn của sự phản bội các bạn ơi. Và nếu như các bạn đang độc thân thì biểu thị là cái sự cô đơn của bạn rất là nhiều. Bạn bị mất mát trong các mối quan hệ trước đây và đang đấu tranh rất nhiều để giải quyết cho nỗi đau của mình. Bạn cần phải đối mặt với nỗi đau của mình để tiếp tục bước đến. Nó có thể cho biết là có người đó đang lừa dối bạn trong đời bạn xuất hiện. Liệu bạn hỏi là cái người này thực sự có coi trọng bạn hay không? Và họ có vị trí của bạn là gì? Vấn đề mình chia tay không phải là vấn đề lớn đâu các bạn. Quan trọng là các bạn cảm thấy là mình có nên ở trong mối quan hệ này hay không? Đó là điều quan trọng nhất. Các bạn đã mở lòng để trao tình yêu nhưng lại yêu nhầm hoa có chủ. Bạn nghe được là bạn thân của mình nó giễu cợt sau lưng bạn. Bạn khám phá ra những kẻ đã làm chung để lừa dối bạn mấy lâu nay. Thế giới bỗng nhiên nó bị đảo ngược hết á. Bạn chón váng, nghi hoặc mọi thứ và chìm trong đau khổ. Vấn đề ở đây là các bạn phải giữ thật là bình tĩnh, xem xét tình hình một cách cẩn thận. Tự đừng có đặt giả thiết hay giả định gì hết á. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong của bạn nè. Nó sẽ giúp bạn định vị được cái vấn đề. Và khi đó bạn nên hãy tha thứ chính mình. Bạn tha thứ cho chính họ luôn, những người khác nữa. Tất nhiên những điều tốt nhất là cái việc đón đầu với khó khăn trước khi nó xảy đến. Bạn hãy tin tưởng vào cái sự tốt lành của cuộc sống này. Hãy sống theo cái lý tưởng của mình mong muốn khi xưa nha các bạn. Hy vọng các bạn sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Bởi vì lá bài này cho biết là bạn đang bị rất là đau khổ, đau đến tột cùng luôn á. Và để đạt được cái tâm trí mình được bình yên á, thì ra bạn đang trải nghiệm một cái đau khổ rất là nhiều rồi. Nhưng cái lá bài bốn kiếm này nó đem lại cho bạn một cảm giác bình an và tĩnh lặng. Nếu như bạn cảm thấy được cái đối diện để cái thử thách để được mình tĩnh tâm hơn, cái sự nghỉ ngơi á sẽ làm cho bạn ổn định rất là nhiều. Đừng có làm cái gì mà thách thức cao độ hết các bạn. Bạn có thể ngừng lại một chút nè. Bạn xem những cái việc đã trải qua
những cái điều hướng chúng trở thành cái gì đó một cái rất là bình an, cần phải dừng lại và bạn phải cần tĩnh tâm ngay lúc này. Lúc này bạn cần phải sống và hành động chậm lại và dành thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bạn đang phải hồi phục sau những cơn bệnh, những cái đau buồn cũng trong cái tim mình rất là nhiều. Hãy cho phép bản thân mình có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục. Khi mà bạn cảm thấy hồi phục thật sự rồi, nhưng mà có thể là bạn vẫn duy trì cái nghỉ ngơi này, bởi vì cái nỗi đau này ở lâu trong bạn rất là nhiều rồi. Bạn không cần phải vội vã, lùi một bước để có một cái nhìn tổng quan hơn về mọi thứ sẽ rất là quan trọng. Điều này rất là quan trọng khi mà bạn đối mặt với những thử thách về tình cảm, một cái đau buồn rất là lớn. Bạn cần có thời gian để yên tĩnh, để tập hợp lại sức mạnh và tập trung của năng lượng của bản thân mình để bước vào những cái thử thách khác. Hãy tưởng tượng mình là một cái vận động viên Olympic, mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng cái gì cũng vậy, phải dừng lại một chút lát, bắt động khi cơ thể sẵn sàng cho mức bật thật cao từ đôi chân của chính mình. Tĩnh tâm và nghỉ ngơi là cách duy nhất để phát huy tốt nhất cho chính bản thân của chúng ta ngay lúc này nha các bạn. Thời điểm này là cái thời điểm bạn nên tập trung vào cái bên trong của mình. Khi các bạn tĩnh lặng thì các bạn sẽ dễ dàng đi vào tâm thức của mình. Khi đó bạn biết được là cái gì mình đang cần biết đến, biết được cái giá trị riêng của chính mình. Đây là mình phải tự tìm kiếm và tìm những cái giá trị thực sự để mình thực hiện theo các bạn. Bởi vì bạn quá đau buồn trong cái mối tình vừa rồi, cái sự im lặng này giết chết bạn rất là nhiều. Và nó đại diện cho sự sợ hãi, lo lắng. Bạn cảm thấy choáng ngợp, bị quá tải tinh thần khi nó xuất hiện. Bạn để cho những cái tiêu cực xâm nhập và trở nên quá tải đến mức bạn không thể nhìn thấy được. Tình trạng thái tinh thần của bạn rất là quan trọng. Hãy tập hợp lại xem xét tình huống mình một cách bình tĩnh nhất và hợp lý nhất. Dẹp cái sợ hãi qua một bên các bạn, sự im lặng của họ không có quan trọng nữa. Cái bạn cần là cần sự hòa bình, yên tĩnh, hướng nội và nghỉ ngơi. Một hồi phục phải cần thiết ngay lúc này, bạn cần phải thực hiện liền ngay tức khắc. Bạn cần một chút cái sóng nội tâm và cô độc để chiêm nghiệm lại những gì bạn thực sự muốn ở người bạn đời của mình. Đừng để cái sợ hãi độc thân lấn át bạn. Nếu bạn vào một mối quan hệ vì sợ bạn bị sợ cô đơn thì bạn sẽ không được suôn sẻ các bạn. Cái người phù hợp sẽ đến cuộc đời chúng ta khi chúng ta không có tìm kiếm họ nữa, mà chúng ta muốn phát triển bản thân của chúng ta, tìm được giá trị của chính mình. Đó mới chính là cái sự quan trọng nhất. Im lặng của họ kệ, dẹp đi cho mình, không cần thiết cái im lặng, nó không quan trọng. Bởi vì họ thương bạn, họ đã tìm bạn rồi. Cái sự im lặng chính là câu trả lời chính xác nhất, là họ không thích bạn, họ không quan tâm bạn, chứ không phải là cái gì hết đó các bạn ơi. Và cái lá bài ba tiền này xuất hiện thì nó yêu cầu các bạn phải chú trọng vào cái việc bạn nên tìm cái sự giúp đỡ từ người khác. Bởi vì cái việc này bạn rất cần rất nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ người khác để bạn đạt được những cái suy nghĩ vượt qua cái nỗi đau này. Bạn sẽ thấy là bạn sẽ đạt năng suất rất là cao để bạn vượt qua những cái khó khăn về cuộc sống của mình, về tình cảm của mình. Bởi vì đây là cái dấu hiệu bạn sẽ lập ra một cái kế hoạch mới, chuẩn bị vượt qua, đẩy nhanh mọi thứ. Khi mà bạn biết bản thân của mình còn rất là mơ hồ thì bạn sẽ không đạt được gì hết. Do đó bạn cần phải thông suốt mọi thứ, xem xét các những cái khả năng, đảm bảo là bạn phải chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất trong bản thân của mình. Hãy sẵn sàng bước đi, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả, vượt qua cái nỗi đau mình rất là nhiều. Và bạn chỉ có thể thu hút được cái người yêu xứng đáng với mình khi bạn tạo ra một cái môi trường xung quanh mình là tích cực, là năng động, là yêu đời, là bạn yêu bản thân. Hãy lưu ý rằng cái thời thế nó đã thay đổi rồi, bạn sẽ rất là thuận lợi nếu như bạn cảm thấy là mình đảm bảo cho mình được sự tập trung nhất vào cái việc phát triển bản thân mình. Hãy tự hào về chính bạn là bạn. Những gì bạn làm đều có thể bạn rất là xứng đáng, bởi vì bạn thông minh, xinh đẹp, bạn có tất cả mọi thứ. Bởi vì họ không có hợp năng lượng với bạn, chứ không phải là bạn xấu. Bạn rất đẹp, bạn rất xinh. Hãy tin mình điều đó, hãy tin vào chính bản thân mình. Đây là cái bước tiếp cho mình phát triển bản thân, để cho mình thành một cái người bất nhiệm vụ bất khả thi, phải vượt qua chính mình để đạt được cái mục tiêu là tình yêu thực sự đến với cái người thực sự xứng đáng với các bạn. Và thông điệp vũ trụ muốn gửi cho các bạn là các bạn đừng có ra những cái quyết định dựa trên cái sự lỗi lầm của chúng ta, hay là các bạn nghĩ những cái gì bạn làm. Bạn phải tin vào chính bản thân của mình, từ đó các bạn mới có thể tin vào những người khác được. Khi đó mà các bạn biết rồi, việc phát triển bên trong rất quan trọng. Và bạn phải nhìn vào chính bản thân của mình, hãy phát triển ra lý do tại sao bạn cảm thấy như cái đường đó như vậy, tại sao bạn cảm thấy là cái người này không đúng, chính là họ không đúng thực sự luôn các bạn.